Bài ca thực hiện điều ta mong muốn. Bài thứ sách tiên tri Giao-gia. Nên Chúa phán như mưa tiếp từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa. Nhưng chúng thấm xuống đất làm cho đất vì nhiêu. Cây cố sinh mầm cho người gieo có hạt giống. Cho người ta có cơm bánh ăn cũng thế. Lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không xin kết quả. Nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm trọn sứ mạng ta quy thác. Đó là lời Chúa ta Chúa. Phúc âm. Vậy các ngươi nên cầu nguyện như thế này. Tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chức cám dỗ. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đứng ngự trên trời cũng tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cầu nguyện trong phó thác. Cha nên đã biết rõ em cần gì trước khi em cầu xin. Xin niệm. Có bao giờ chúng ta xin Chúa ban cho ta có không khí, có ánh sáng mặt trời, có gió mát? Nhiều lúc chúng ta không ý thức để cầu xin những điều ấy, nhưng xin Chúa vẫn nhớ và âm thầm ban cho ta, vì đó là những điều cần thiết cho sự sống của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người có những nhu cầu và ước muốn khác nhau. Do đó, lời cầu nguyện của mỗi người cũng thật đa dạng, khẩn khoản quan nài hay biện minh, giải thích với Chúa cho đến khi đạt được. Lời cầu nguyện chân thành là cũng có giá trị trước mặt Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã dạy ta lời cầu nguyện lý tưởng chính là kinh Lạy Cha. Và tâm tình đẹp lòng Chúa nhất chính là báo đáp hoàn toàn vào tình thương và sự quan cầu của Chúa. Cha em đã biết rõ em cần gì trước khi anh em cầu xin. Nhìn lại kinh nghiệm của mình về thời thơ ấu, chúng ta luôn được cha mẹ che chở bảo bọc và sắm sửa những thứ cần thiết dù khi chúng ta chưa nhận thấy và chưa xin. Thiên Chúa quan tâm để nhận thấy những điều cần thiết cho chúng ta ở đời này và cả cuộc đời sau. Chúng ta cứ an tâm dâng lời cầu xin cho sáng danh Chúa và cho thiện ích của tha nhân. Thế là chỉ dừng lại nơi những nhu cầu của bản thân mình. Tinh thần phó thác vào Chúa sẽ đem lại cho ta nhiều điều thật thú vị và bất ngờ. Cảm nghiệm của bạn khi nhận được một điều tốt lành và cần thiết và bạn chưa dám xin hay tìm kiếm. Chúng ta hãy tập cầu nguyện một cách đơn sơ và để Chúa quyết định mọi việc xảy đến với ta theo ý Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.